Rồi, xin kính chào tất cả quý vị, chị và các bạn. Hôm nay thì Kiên sẽ chia sẻ với tất cả quý vị một cái quán bánh khọt Vũng Tàu Khanh. Đây là chi nhánh 2 nha quý vị ơi. Một chi nhánh 1 thì nó nằm ở cái đường Đồng Nai. Nên hôm nay thì Kiên có dịp đi qua cái chi nhánh 2 bên này. Nó nằm ở số là 72 Dạch Bùng Binh, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nha. Chúng ta sẽ cùng vào bên trong thưởng thức món bánh khọt, cũng như là khám phá cái cách làm bánh ở đây. Rồi xin mời tất cả quý vị nhé. Đây là cái view được trước quán nha quý vị ơi. View được trước quán này. Đây là cái địa chỉ 72 Dạch Bùng Binh, phường 9, quận 3. Có số điện thoại liên hệ nhé. Rồi quý vị ơi, đây là cái đường Dạch Bùng Binh này. Đây đường Dạch Bùng Binh này. Quán bánh khọt này thì nó rất là dễ tìm, quý vị cứ tìm đến số 72 Dạch Bùng Binh, phường 9, quận 3, quý vị có thể gặp nó là nó nằm ngay nằm ở đoạn giữa nha quý vị ơi. Rồi chúng ta sẽ cùng vào xem anh làm bánh nha quý vị ơi. Rồi đây bánh khọt Tàu này. Phục vụ từ 8 giờ đến 22 giờ này. Rồi, xem anh làm bánh này. Đấy, thấy chảo dầu không? Dầu đây rất là vàng nhá, không có bị đen. Dầu rất là sạch sẽ. Bán ở đây cái chi nhánh 2 này mới mở được 5 ngày nha quý vị. Còn cái bên Đồng Nai thì rất là đông khách. Đây là nhân bánh khọt quý vị ơi, đây là gồm có tôm này, mực này. Phút rồi là xong rồi, một cái đánh gì nhỉ? 3 phút là chín rồi. 3 phút là chín. Con lấy tôm rồi không? Con lấy cho mọi người cho nó. Đấy, không phát được cái đoạn vàng đó. Rồi con lấy tôm để đĩa này là bao mấy cái vậy? 8 cái là 50 ngàn em. 8 cái vậy? 8 cái 50 ngàn. Có lẽ là khoảng 8 cái 50 ngàn. Quay lại được. Một phần 8 cái 50 ngàn quý vị ơi.
vậy nó khô queo rồi, đừng thấy dầu vậy mà sợ không có dầu đâu, nó khô queo giòn, muốn ăn giòn muốn ăn mềm gì cũng được. Good, you got it, Chinese. Đây là tèo, tèo, màu bông. Chị bám lên Đồng Nai là chị mở bao lâu vậy? 20 năm. 20 năm. Có nghĩa là ngày xưa làm sao mà chị biết được cái món này? Hồi xưa là ông anh chị ở Vũng Tàu về. Ông anh chị mà Vũng Tàu về làm. Sau đó là chị thấy ngon chị mở quán. Ông anh ở là Vũng Tàu. Dạ. Xong rồi về, ông anh đi nước ngoài để lại. Có nghe ông anh ngày xưa là anh trai chị làm món này, bán, sau đó anh đi nước ngoài để lại với chị làm. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chị năm nay 52 rồi. 52 à? Dạ. Có nghĩa là cái quán bánh cọt mà chị làm cũng đang thời còn trẻ đúng không? Hai mấy năm. Có bình thường em thấy người ta làm bánh cọt là cái nhân để luôn, người ta đổ luôn cái nhân vào ấy chị. Đúng rồi. Thì ai có cách vậy chị cũng vậy. Tại vì chị muốn làm như vậy thì nó sẽ giòn ngon hơn. Còn chị để trong đó thì nó không có giòn mà. Dạ. Thì em thấy ở đây là khác biệt là với bánh cọt ở bên ngoài là nhân để riêng này. Thì nó sẽ giòn. Mực với tôm là để riêng. Còn nếu mà chị để chung cũng được, khách nào thích. Thì nếu chị để vậy thì nó sẽ con tôm nó bị ra nước thì nó không có giòn mà. Dạ. Mà em thấy để riêng này anh nhìn nó dễ hơn này, nhìn nó ngon hơn này. Nó giòn hơn. Dạ. Cọt là nhân tôm mực. Nhân tôm mực. Bột này là bột gạo. Bột gạo từ mái nhà xay luôn. Dạ. Nhà từ bắt mái lên xay. Dạ. Gạo mình ngâm bắt mái xay. Đây là một đĩa bánh cọt chuẩn bị xong quý vị ơi. Rất là đẹp mắt. Em ơi, cho nước mắm em ơi. Em dơ thôi, cho nước mắm em dơ thôi. Bánh cọt người ta thường ăn với lại rau này. Cái này là đu đủ. Cái này là đu đủ này. Cái này là rau này quý vị. Rau này có là rau cải này, xà lách này, cái tô, rau... Chai chị sữa, rau này được. Rồi, Kiên sẽ thưởng thức món bánh cọt nha quý vị ơi. Mời tất cả quý vị nha.
quý vị ơi, rất là ngon, hấp dẫn nha. Vừa mới ăn thử hai cái là thấy rất là tuyệt vời. Quý vị có dịp để ghé quán của chị thưởng thức cái món bánh cọp Vũng Tàu nha. Rồi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha. Xin trân trọng kính chào.